Mới đây tại thành phố Hạ Long, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị ngành công thương 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc lần thứ 9 năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, khu vực phía Bắc có vị trí địa lý hết sức quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước. Khu vực này có tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng và phong phú, đặc biệt là nguồn sinh vật biển tập trung ở ngư trường trọng điểm Hải Phòng, Quảng Ninh, góp phần phát triển ngành thủy sản. Đây cũng là khu vực có các trữ lượng khoáng sản đáng kể như than đá ở Quảng Ninh, đá vôi ở Ninh Bình, đồng apatit ở Lào Cai, sắt ở Thái Nguyên và nhiều loại khoáng sản khác. Những tài nguyên này cung cấp nguyên liệu quan trọng cho việc phát triển công nghiệp trong khu vực và cả nước. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại khu vực phía Bắc tiếp tục được duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của khu vực cũng như của cả nước. 16 trên 28 tỉnh thành khu vực phía Bắc có mức tăng trưởng công nghiệp cao hơn mức tăng trưởng của cả nước. Nổi bật là Nam Định, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ. Còn ở lĩnh vực thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của khu vực 6 tháng đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 98,6 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu đạt 93,2 tỷ đô la Mỹ. Hội nghị ngành công thương 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc lần thứ 9 được tổ chức nhằm mục đích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công thương của các tỉnh thành phố khu vực này năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc có liên quan trong công tác quản lý các sở ngành địa phương. Qua đó, đề xuất với Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh những giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra mối liên kết, hỗ trợ, hợp tác trong phát triển ngành công thương mỗi tỉnh, thành phố và toàn khu vực. Thứ nhất là sẽ đề nghị các chị sẽ tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt cái thực hiện được giao tại nghị quyết 01 của chính phủ. Và tại nghị quyết 01 này thì Bộ Công Thương cũng đã có những cái văn bản, những cái nội dung để triển khai đến toàn bộ các địa phương, thì mong các chị sẽ tiếp tục thực hiện để chúng ta hoàn thành. Nội dung thứ hai là hiện nay thì các địa phương đang trong quá trình là hoàn thành cái quy hoạch tỉnh. Vì vậy là mong các anh chị đối với những địa phương đã hoàn thành quy hoạch tỉnh hoặc là đang làm thì nghiên cứu đến những cái quy hoạch của ngành công thương và hoặc là những cái chiến lược của ngành công thương, ví dụ như điện, năng lượng, khoáng sản v.v. để đưa vào tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Thứ ba là tổ chức kết nối giúp các doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI, nhất là các doanh nghiệp lớn toàn cầu tham gia vào hệ thống phân phối nước ngoài. Địa phương tiếp tục nâng cao khả năng cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác phát triển thị trường trong nước. Trong nội dung này thì có 5 ý nhỏ. Thứ nhất là tiếp tục các biện pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, làm tiền đề để triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại trong nước và các mục tiêu kinh tế vĩ mô của chính phủ. Hội nghị đã thống nhất và trao cờ đăng cai tổ chức hội nghị ngành công thương các tỉnh thành khu vực phía Bắc lần thứ 10 năm 2024 cho thành phố Hà Nội, đồng thời tổ chức trao tặng bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2017-2022.